Ngày 4 tháng 4, 5 học sinh tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị đuối nước khi đi chơi ở một đập tràn gần nhà. Ngày 10 tháng 4, 3 học sinh tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cũng bị tử vong do đuối nước ngay tại ao của một gia đình. Cũng tại huyện này, chiều 11 tháng 4, lại có 2 em học sinh khác không may bị trượt chân, ngã xuống ao và tử vong. Ngày 11 tháng 4, tại huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, 2 học sinh bị tử vong do đuối nước. Ngày 15 tháng 4, 2 nam sinh 13 tuổi đã bị đuối nước khi đi tắm sông tại tỉnh Bình Thuận. Cùng ngày, tại Bình Phước, một nam sinh lớp 5 cũng đã bị đuối nước tử vong khi xuống ao học bơi. Ngày 18 tháng 4, lại tiếp tục ghi nhận vụ việc 3 học sinh nữ 10 tuổi ở huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk bị tử vong do đuối nước. Và 2 học sinh nữa tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trong ngày 19 tháng 4 cũng đã tử vong do đuối nước khi đi chơi tắm suối. Các vụ việc vừa nêu mới chỉ là những thống kê sơ bộ trong tháng 4 này, thế nhưng đã có tới 20 sinh mạng trẻ nhỏ mất đi do đuối nước. Có thể thấy đa số các vụ đuối nước là xảy ra tại cộng đồng. Địa bàn vùng nông thôn miền núi có nguy cơ cao do địa hình nhiều ao hồ sông suối. Các gia đình còn chủ quan lơ là trong quản lý và bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị đuối nước. Đắk Lắk, một trong 8 địa phương có số vụ tai nạn đuối nước cao nhất của cả nước. Riêng trong 3 tuần của tháng 4 này, Đắk Lắk có tới 10 em học sinh bị tử vong vì đuối nước. Các vụ việc đều diễn ra tại ao suối xung quanh nhà. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn còn bao trùm trong gia đình anh Ma Văn Sự ở xã Đờ Lea, huyện Krông Năng. Con gái anh và 2 người cháu ruột không may đuối nước để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho gia đình. Cứ người mà nhìn thấy là chính ra là người khác rồi, không phải anh em mình. Thì cứ người nó đi làm bên ấy thì nó kiểu nó nghe tiếng, bảo ở đấy có tiếng trẻ kêu đấy, thế là về tối nó mới xuống. Mà xuống, khi xuống thì nó thấy dép, thấy mũ ở dưới ao, thế là vớt được đứa đầu lên. Thì về là còn anh em nhờ đến thì mới lại vớt được 2 đứa sau lên. Chỉ trong 20 ngày, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 10 học sinh chết. Phần lớn trường hợp đuối nước xảy ra gần khu vực sinh sống có ao hồ, vũng nước. Phụ huynh còn lơ là, chủ quan, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi chăm sóc để trẻ tự do đi lại. Giờ nói chung giờ con mất thì thực sự mà nói hối hận, mình nghĩ em chỉ khuyên là bây giờ có con nhỏ thì bố mẹ sát sao hơn, chăm con cho nó kỹ, để ý con hơn. Tăng cường người đứng đầu, đặc biệt là người đứng đầu ở cơ sở, xã phường thị trấn, để có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến hộ cha mẹ, phụ huynh. Tiếp theo là chúng tôi đang triển khai để dạy bơi cho các em, nhằm mục đích là các em sau khi sơ sẩy, rơi vào những tình trạng nước sâu thì các em có cái phương pháp để kêu cứu. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ trẻ đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển. Mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi chết đuối, trung bình có trên 5 trẻ chết đuối mỗi ngày. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ, nhất là vào dịp nghỉ hè, khi các em được nghỉ học, tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tự do. Trước thực trạng đau lòng vừa qua, mới đây Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công điện khẩn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường công tác bảo vệ và thực hiện các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể liên quan, triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và các nguy cơ mất an toàn khác. Các ngành, tổ chức như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên tăng cường truyền thông, hướng dẫn từng hộ gia đình, trường học, lớp học, kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ. Chú trọng bàn giao, phối hợp quản lý học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão lũ thiên tai, vận động các gia đình chủ động đưa con em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện phòng chống tai nạn, thương tích của trẻ em, gắn trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương, đặc biệt là ở những địa bàn hay xảy ra các vụ việc tai nạn, thương tích hay đuối nước và có trẻ em tử vong. Các vụ đuối nước ở trẻ em vẫn liên tục xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước đến mức báo động. Tại Thanh Hóa, 20 trẻ em bị đuối nước chỉ trong vòng hơn 3 tháng của đầu năm nay. Mới đây nhất là vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử vong tại huyện Thiệu Hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phải ra công điện, chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để hạn chế đẩy lùi tình trạng này.
Tại trường trung học cơ sở Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, cứ gần kết thúc buổi học, giáo viên lại dành thời gian nhắc nhở các em học sinh khi tan trường phải đi thẳng về nhà, không nên đi chơi xa, tự giác bảo vệ bản thân, đặc biệt tránh những nơi có thể dẫn đến tai nạn đuối nước như sông, hồ. Là phụ huynh đi làm ăn xa khá nhiều, cho nên cái khâu phối hợp cũng là rất khó khăn. Đây cũng là một cái bài toán nan giải mà nhà trường cũng đang tìm cách tháo gỡ. Việc thiếu sự quan tâm quản lý trẻ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi đã chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục tuyên truyền, đặc biệt là quản lý các học sinh, giáo dục kỹ năng sống cho các cháu, rà soát lại những cái điểm mà nó có thể dễ dẫn đến cái tai nạn thì phải có biển cảnh báo, tường rào. Ngay cả các phụ huynh thì cũng cần phải có cái quản lý con em mình tốt hơn. Dạy bơi, học bơi là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là khi môi trường sống có nhiều sông nước. Bên cạnh đó, cần thường xuyên giám sát, nhắc nhở các em để đảm bảo an toàn nhất có thể cho trẻ. Nguyên nhân đuối nước thường xảy ra đối với trẻ em là do bản tính hiếu động, tò mò. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh luôn có những yếu tố nguy cơ rình rập gây nên tai nạn đuối nước như bể nước, giếng nước hay ao hồ. Chính bởi vậy mà trong những năm qua, nhiều địa phương đã đưa môn bơi lội vào trường học để có thể dạy bơi cho học sinh. Các địa phương cho rằng giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em là dạy bơi cho trẻ ngay khi trẻ còn nhỏ. Hào hứng, thích thú và tập trung là những biểu cảm dễ dàng thấy được của các em học sinh tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk khi học bơi tại trường. Cứ mỗi tuần một buổi, các em được thỏa thích làm quen với các bài tập hướng dẫn của huấn luyện viên. Con rất thích tắm ở trường, an toàn, rất vui, con không tắm ở ao nữa. Toàn tỉnh Đắk Lắk có 58 bể bơi được bố trí tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố để dạy bơi cho học sinh. Theo các trường, kỹ năng dạy bơi lội cho trẻ em không đơn thuần là kiến thức an toàn khi các em tham gia môi trường nước, mà còn phải giúp các em nhận biết được môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi hay xuống bơi. Thì ngoài công tác dạy bơi thì còn công tác tuyên truyền giáo dục và của từ giáo viên chủ nhiệm, từ cha mẹ học sinh, rồi từ các đoàn thể trong nhà trường, cán bộ giáo viên, học sinh và đặc biệt là cha mẹ học sinh để cùng phối hợp cũng như các cơ quan đoàn thể, tổ chức đoàn thanh niên cộng sản để nâng cao được nhận thức và để các em có những kỹ năng cũng như là nhận thức cao về phòng chống đuối nước và hạn chế tối thiểu được tình chống đuối nước này, thì chúng tôi đang cố gắng để khắc phục làm sao đó có thể xã hội hóa được cái bể bơi trong nhà trường để tạo điều kiện cho mọi học sinh có thể được học một cách bình đẳng. Song song với việc dạy bơi trong các trường học, ngành giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đang triển khai dự án hỗ trợ can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước ở trẻ em giai đoạn 2018-2022 tại 8 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Đến nay đã có 17.400 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi có kỹ năng bơi lội an toàn. Tỷ lệ biết bơi chung ở tại 8 tỉnh đạt hơn 25%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ 14% so với trước khi triển khai dự án.